Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta thì đã có một thông tin vui về thị trường ô tô. Thì chính phủ đã có quyết định là sẽ giảm 50% lệ phí trước bạ dành cho xe ô tô lắp ráp trong nước. Và khi mà có quyết định như thế này á, thì có phải thời điểm này là thời điểm để quyết định mua ô tô hay không? Và cái thời gian dự kiến áp dụng đó là ngày đầu tháng 7 2020 cho đến hết năm 2020. Thì khi có quyết định này á, thì khi mà mua xe thì mình sẽ có được những cái lợi gì, ưu nhược điểm gì của cái phương án này? Thì hôm nay tôi sẽ đóng trong vai trò của một người đi tìm kiếm thông tin để có thể là đi mua xe chứ không phải là một người bán xe nữa nha quý vị. Thì khi mà mua xe thì có thông tin như vậy á, thì ta sẽ có được những cái quyền lợi gì, và thời điểm này có phải là thời điểm để mình quyết định mình mua mẫu xe, để mình sở hữu một mẫu xe để mình phục vụ được cái nhu cầu đi lại của gia đình mình, hay là phục vụ nhu cầu kinh doanh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau phân tích. Thì trên cơ sở những hiểu biết của tôi á, thì tôi sẽ phân tích, tôi đưa ra cho quý vị những cái lợi của phương án này, thì để quý vị tự mình có thể cân nhắc coi thử là thời điểm này mình có nên mua xe hay không. Chứ tôi cũng không khuyến khích quý vị là quý vị phải mua xe của hãng này, mua xe của hãng khác, hay là tôi làm cho Toyota thì tôi phải khuyến khích quý vị mua Toyota. Mà ở đây tôi đưa ra những cái ý kiến của riêng mình để chúng ta cùng nhau thảo luận. Còn cái việc quyết định quý vị mua cái mẫu xe nào hay không á, quý vị chọn mẫu xe nào, thời điểm nào quý vị mua xe, đó là quyết định của quý vị. Thì đầu tiên thì chúng ta cùng nên phân tích, đó là khi mà mua một mẫu xe ô tô mới á, thì chúng ta cùng phải đóng những loại thuế, loại phí nào. Thì đầu tiên thì hiện tại thời điểm này mà chưa áp dụng á, thì bây giờ chúng ta có giá xe nè, có đóng 10% lệ phí trước bạ nè, rồi đăng ký xe nè, rồi đăng kiểm đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Còn nếu mà quý vị nào vay ngân hàng thì mua thêm bảo hiểm thân xe nữa, để lỡ xe mình có sự cố thì bảo hiểm sẽ hỗ trợ mình. Thì trên đây là tất cả những cái loại phí mà khi mua xe ô tô mới mình phải đóng. Vậy thì giảm 50% phí trước bạ nó có tác dụng như thế nào? Thì giảm 50% phí trước bạ thì bây giờ từ 10% thì quý vị cứ tính cho dễ là còn 5% đi. Bây giờ chúng ta sẽ có một bài toán rất là đơn giản để tôi đưa ra cho quý vị xem ha. Thì bây giờ giả sử như quý vị mua mẫu xe về ít số sàn đi, hiện tại giá bây giờ là khoảng cỡ 470 đi, 10% thế thì là 47 triệu. Thì nếu bây giờ mình mua thì mình trả 47 triệu, mà khi có chương trình khuyến mãi rồi á, thì chương trình có cái quyết định áp dụng giảm 50 lệ phí trước bạ thì mình chỉ có trả là 23.500 thôi. Thì còn những cái mẫu xe có cái giá trị cao hơn mà là xe lắp ráp trong nước bởi vì chứ không phải xe nhập khẩu, xe nhập khẩu thì không được hỗ trợ cái nằm trong cái quyết định này. Giả sử như quý vị mua cái loại xe mà giá trị nó cao hơn đi, ví dụ như là Fortuner đi, máy dầu đi, giá hiện tại đang được niêm yết là 1.033 tỷ, quý vị sẽ đóng là 103.300.000 tiền thuế. Khi được giảm 50% phí trước bạ thì quý vị sẽ được giảm 51.500.000. Đối với mẫu xe giá trị càng cao thì cái mức giảm này nó càng lớn. Thực sự ra nếu một người mà đi mua xe mà thực sự ra thì giảm đồng nào hay đồng đó thôi, thì khi mà giảm như vậy thì cái chi phí mình bỏ ra để mình sở hữu cái mẫu xe đó thì tất nhiên nó càng thấp. Thì đây là một cái điều lợi cho mình thôi, được đồng nào hay đồng đó thì cái chi phí mình bỏ ra thì nó sẽ càng thấp thôi. Cái điều này là tôi thấy rất là lợi khi mà quý vị mua xe. Giả sử như có những mẫu xe hàng hot đi, có những thị trường là bán đúng giá đi, nhưng mà bây giờ có gói khuyến mãi, có gói hỗ trợ của nhà nước, thì bây giờ mình được giảm 50% thuế đi, thì khi đó thì cái chi phí mình bỏ ra nó giảm đi rất là nhiều, phải không quý vị? Và có cái một cái lợi tiếp theo đó là, vậy thì vay ngân hàng á, thì sẽ như thế nào? Ví dụ như quý vị khi mà vay ngân hàng thường rất là quý vị rất là hiểu lầm. Ví dụ như xe đó ra giấy tờ hết là trọn gói đi, là ra giấy tờ cũng cỡ 850 đi, thì quý vị thường đó là dành cho dòng xe Innova số sàn đi. Nếu quý vị ở tỉnh thì khoảng cỡ 850, còn nếu thành phố thì khoảng cỡ 860-870, khoảng đó chứ không có chính xác quý vị ha. Thì quý vị thường hiểu lầm đó là vay ngân hàng thì người ta cho lấy tổng giá tiền ra gì xe đó, người ta sẽ cho mình vay trên tổng giá trị đó. Thì ví dụ như chơi 80% thì mình lấy 850 đó mình nhân cho 80%, cái giá trị đó là ra giá trị ngân hàng cho vay. Thực sự ra ngân hàng người ta chỉ cho vay trên cái giá trị xe thôi, có nghĩa là người ta sẽ cho vay lên cái giá trị 701 đó.
Thì còn cái phần thuế nè, rồi những chi phí đăng ký nè, rồi bảo hiểm đó, người ta không cho vay cái phần đó. Vì vậy khi áp dụng việc giảm 50% phí trước bạ này thì cái chi phí đầu tư ban đầu mà quý vị bỏ ra nó sẽ thấp, nó giảm tương ứng với lại mức thuế đó. Tôi lấy một ví dụ để quý vị có thể dễ hình dung ha. Mẫu xe Innova số sàn giá niêm yết là 771 triệu. Bây giờ quý vị ra giấy tờ tại thành phố Hồ Chí Minh đây là 806-807 triệu. Thì nếu bình thường á, khi mà quý vị số tiền mà quý vị phải bỏ trước ra là 20% cộng chi phí đăng ký và thuế trước bạ đó, thì quý vị phải thường bỏ ra là khoảng cỡ 250-206 triệu. Thì đây là khoản tiền mà quý vị phải bỏ ra. Còn khi mà áp dụng lệ phí trước bạ thì quý vị chỉ cần số tiền là khoảng cỡ 201-220 triệu thôi, vì trong đây nó đã được giảm là 771 triệu đóng thuế 10%, giảm 50% thì còn lại có 30 khoảng cỡ 35-36 triệu gì đó. Thì với cái mức giảm như vậy thì cái số tiền mình bỏ ra từ 250-260 nó giảm xuống còn 201. Còn tương tự vậy, những cái loại xe mà giá trị nó cao nữa thì cái mức tiền, số tiền mình bỏ ra thì nó sẽ thấp xuống. Thật ra nói cái này thì quý vị, nhiều quý vị thì cũng nghĩ là cái này thì đơn giản, tôi đã gặp nhiều khách hàng rồi. Bây giờ trong gia đình gom tất cả, nói chung là gom họ hàng bà con rồi hết để gom lại một cái số tiền để mình có thể mình mua xe. Thì gom lại á, thì gom hết rồi bây giờ chỉ còn có 201 thôi. Nhưng mà cái ngân hàng á, người ta yêu cầu á, là bây giờ phải có trước khoảng cỡ 230-234, quý vị thiếu 20-30 triệu đó, kiếm không biết kiếm đâu ra, đành phải không mua được cái xe đó và đành hẹn cái xe khác. Nên tôi nói ngay từ đầu á, giảm được đồng nào hay đồng đó, chi phí mình bỏ ra ít chừng nào hay chừng đó. Đặc biệt những quý vị nào mà mua xe chạy kinh doanh nữa, thì thực ra với cái khoản tiền giảm đó á, thì quý vị chạy xe kinh doanh mà để kiếm được mấy chục triệu á, thì cũng là cũng chảy mồ hôi sôi nước mắt, chứ không phải mà tự nhiên mà kiếm ra được số tiền đó. Thì trên đây tôi thấy rằng cái việc mà có quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ thì đây là cái việc tốt để người tiêu dùng có thể mua mẫu xe với cái chi phí bỏ ra thấp hơn. Tôi thấy cái mặt lợi thôi. Còn để nhìn nhận hơn thì có nên mua xe thời điểm này hay không á, thì tôi có nhìn nhận lên phải tương quan thị trường nữa. Thì thị trường thời vào thời điểm này á, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 thì quý vị cũng đã biết rồi, ảnh hưởng tới toàn thế giới rồi. Vì vậy chuỗi cung ứng trang thiết bị linh kiện của ô tô trên toàn cầu bị gián đoạn. Vì vậy đã có rất là nhiều hãng xe tại thị trường Việt Nam đã có một số động thái là tuyên bố là dừng sản xuất do thiếu linh kiện. Thì quý vị cái này lên mạng thì quý vị có thể tham khảo. Vì vậy cái linh kiện mà để sản xuất của xe ô tô hiện tại thời điểm này thì nó tương đối thiếu, nên cái số lượng xe sản xuất ra thị trường thời điểm này phải nói là số lượng xe nó sẽ giảm hơn rất là nhiều. Ngay cả xe lắp trước, xe lắp ráp trong nước hay là xe nhập khẩu, cho dù xe lắp ráp trong nước thì linh kiện quý vị cũng phải nhập từ nước ngoài về, nhập từ nhà máy bên Trung Quốc, bên Thái Lan, bên Indo, nhập về Việt Nam, rồi Việt Nam mình ở đây chỉ có cái dây chuyền lắp ráp thôi, nên đây mình vẫn phụ thuộc vào nguồn cung của nước ngoài. Vì vậy cái sản, cái số lượng xe mà tại thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ thì các hãng là số lượng ít hơn so với bình thường do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Và thứ hai nữa là với động thái của các hãng bây giờ á, thì nếu mà quý vị đi tham khảo thị trường á, thì mình sẽ thấy được rằng là hiện tại các hãng hầu hết đã có chương trình hỗ trợ tặng 100% lệ phí trước bạ luôn, chứ không phải là 50% lệ phí trước bạ nữa. Nên quý vị có thể cân nhắc giữa việc cái nhu cầu cấp thiết của mình mua cái xe đó để làm gì, để phục vụ gia đình hay là để phục vụ kinh doanh. Để phục vụ gia đình hay phục vụ kinh doanh, cái nhu cầu đó nó cần cấp thiết hay không. Nếu nhu cầu mình cấp thiết thì mình sẽ chọn mình mua xe bây giờ để áp dụng những chương trình khuyến mãi của hãng. Còn không, nếu mà mình không cấp thiết thì mình có thể chờ hay là như thế nào đó, tự quý vị sẽ đưa ra quyết định của riêng mình. Còn theo bản thân tôi, khi mà có cái quyết định giảm 50% thuế trước bạ này thì đây là một tín hiệu vui đối với những người mong muốn sở hữu ô tô, để bỏ ra một chiếc xe có cái giá trị nó, cái chi phí ban đầu mình bỏ ra nó thấp. Thì trên đây là những cái phân tích của tôi về khi mà chính phủ có quyết định giảm 50% lệ phí trước bạ. Thì chắc chắn
cái đây là những cái nhận xét, cái suy luận của chính bản thân tôi thôi. Còn quý vị thì sẽ có những cái suy luận của mình. Thì cũng có một số, tôi có dạo trên mạng thì cũng có một số quý vị là cũng bình luận là nếu mà giảm 50 hoặc lệ phí trước bạ thì các hãng người ta cũng tăng cái này tăng cái khác, tăng giá xe lên thì giá xe cũng vậy, hoặc có thể cao hơn trước khi giảm. Thực sự ra nếu quý vị tìm hiểu kỹ hơn thì nếu một hãng muốn tăng giá xe hay là giảm giá xe thì tất cả phải trình lên Bộ Công Thương hết. Khi nào có quyết định của Bộ Công Thương thì mới được tăng hay là giảm giá. Và ô tô là một mặt hàng có giá trị lớn tại thị trường Việt Nam, nên việc điều chỉnh giá cũng khó khăn, chứ không phải là muốn tăng hay tăng, muốn giảm là giảm. Và cái xu thế thị trường, với cái xu hướng thị trường bây giờ thì quý vị có thể là nhìn nó vào thị trường, thì với cái nền kinh tế như vậy thì liệu cái hãng có làm được cái chương trình này, có làm được điều đó hay không. Thì hy vọng rằng với những cái phân tích của tôi về việc giảm thuế trước bạ cũng như là tương quan thị trường cũng như là những cái chương trình khuyến mãi của các hãng thì quý vị sẽ chọn cho mình được cái mẫu xe ưng ý nhất với nhu cầu của mình, với cái khả năng tài chính của mình. Và quý vị có thể chọn cái hãng nào mà mình thấy là mình yêu thích, cũng như là những cái hãng đó nó có những cái tiêu chí mà nó phù hợp nhất với cái nhu cầu của mình, thì quý vị sẽ chọn được chiếc xe ưng ý nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video và mời quý vị đóng góp ý kiến để cái video này nó có thể tốt hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin chào.